Mời em ngồi. Mời hai bạn. Wow. Cô dâu đẹp quá vậy. À, hai bạn giới thiệu cho mình. Em tên là Tôn Thị Hương Giang. Em 25 tuổi và em là đang là sinh viên của trường đại học sư phạm. Em vẫn còn đang đi học. Dạ. Còn em? Dạ, em tên là Tăng Thành Tính. Dạ, hiện em đang là công chức nhà nước. Năm nay em 27 tuổi. À chà. Tôi nhắm mắt lại nè, tôi tưởng đâu trên sân khấu giờ có hai cô dâu. Đúng rồi. Sao giọng em mỏng manh vậy? Dạ, tại em yêu đuối mà vậy. Dạ, chắc giọng mỏng. Cái lúc mà em gặp Tính á, em có cái cảm giác giống như chị Anh Thuận mới có cảm giác đó không? Dạ giống chị. Lúc đầu em nhìn anh này là giống BD lắm. Tại em còn đi hỏi khách thường mà nó cái anh này có bị BD hay không nữa. Để cho cái gọi là cái nói chuyện đó thoải mái với lại là nó cởi mở hơn á, thì bây giờ em khẳng định một tiếng anh có BD hay không đi. Dạ không, lấy về là biết chắc chắn không phải BD. Tại BD không bao giờ có con nữa. Không, nhiều khi cái chuyện có con hay không có con nó không có đánh giá cũng như quyết định được cái chuyện đó. Đúng rồi. Mà cái chuyện mà để có thể khẳng định được là có hay không á, nó lại rơi vào khía cạnh khác. Khía cạnh riêng của hai vợ chồng cơ. Rồi, cái đó tôi không có nói đâu. Tính bằng ấn tượng ban đầu của em thì anh tin chắc rằng là em sẽ ngất ngay với cái nhan sắc này của cô dâu. Dạ chính xác. Dạ thì ấn tượng ban đầu của em đối với bé Giang á thì là một cô bé nhỏ nhắn xinh. Mà lúc đó là mặc cái áo dài truyền thống rất là đẹp, rất là dễ thương. Ở lúc đó là gặp ở đâu? Dạ lúc đó em đang là cán bộ chứng giấy tờ ở phường thì bé Giang mới vô để chứng giấy tờ. Mà lúc đó là Giang làm gì mà áo dài? Học sinh. Dạ hồi trước là sinh viên của trường đại học du lịch. Ủa trời, sao học hai trường luôn hả? Để sau khi quen anh này không cho em học bên du lịch nữa, bắt em phải đi vô sư phạm. Dạ đúng rồi, tại học du lịch thì sau này sẽ đi nhiều nơi lắm thì em sợ sẽ không có giữ được. Không có giữ được phải không? Dạ. Không có giữ được cô ấy phải không? Cô ấy đẹp quá mà. Như vậy có nghĩa là chị có một cái cảm nhận là khi mà tụi em gặp nhau lần đầu á thì nó sẽ có một cái sự rượt đuổi, mà cái phía rượt đuổi là về bên đây phải không? Dạ đúng rồi, em chủ động tấn công trước. Là em sau khi mà em điều tra thì em biết là cái cô này á là sinh hoạt đoàn ở địa phương đó, thì em mới thông qua cái chị bí thư đoàn là em mới nhờ làm mai với cái cô này. Dạ rồi là quen nhau là do làm mai. Dạ lúc đầu á là chị bí thư đoàn á cũng hay dò hỏi ý kiến của em, đó là Tính thì hiền lắm á, em thấy Tính làm sao. Với em mới trả lời là ôi anh đó BD mà quen gì chị ơi. Cái hả bí thư đoàn nói là muốn biết BD không quen thử thì biết. Cái bữa đó anh này cũng chơi chiêu lắm, rủ chị bí thư đoàn rủ em đi bơi. Mà lúc mà đi bơi á thì em có ấn tượng với anh này, mà ấn tượng với bạn của anh này. Tại cái hả anh kia nhìn men hơn, còn anh này hả nhìn hả có body gì đâu mà xương ruột trên xuống dưới. Anh nói nghe nè Tính. Dạ. Tại sao không rủ đi một cái nơi khác, ví dụ như đi chơi game, đi cà phê, đi ăn uống, mà rủ đi bơi, ý đồ gì không? Đi bơi thì mình dễ nói chuyện rồi dễ này nọ đâu kia hơn. Này nọ ngồi kia là như này không? Rồi cái bữa đó có này nọ nọ kia được không? Dạ không được chị. Trời ơi dễ gì chị ơi. Vừa định rủ ra là đi vô, rủ ra là đi vô liền. Nhưng mà anh này lúc đó gian lắm mọi người. Em ví dụ như em đi chơi đi bơi coi như một lần chung với ảnh thì em cảm nhận là ảnh là đàn ông chưa? Cái sự mà ngờ vực BD của ảnh thì cũng giảm đi vào một lần á, là ảnh kêu em là cá cược vào mùa World Cup. Anh nói em là bây giờ á nếu mà hả em mà thắng anh á thì hả anh cho em nguyên tháng lương của anh. Còn nếu mà em thua em phải cho anh á mỗi trận vậy là một cái hùng. Mà lúc đó em cũng nghĩ là anh này chắc không dám đâu, nếu mà em thắng á em xài cho bỏ tức. Mà rốt cuộc thua hết 3 trận liên tiếp. Rồi sao nữa hùng không, có hùng không? Dạ có chứ. Lúc đó là bé Giang rồi về thì lúc đó em mới nghĩ là không lẽ giờ mình về thì uổng quá cơ hội ngàn năm có một. Thế em mới nói luôn, em nói giờ bây giờ về phải không, về thì trả nợ đi em mới về đó. Thì lúc đó là đứng dậy hùng hổ lắm, nhìn em đầy thách thức như nè, lại đây muốn lấy thì lại đây. Lúc đó là em nghĩ là chứ không dám đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi hùng ở đâu? Dạ ba cái hùng má. Hùng ba phát đúng không? Dạ không, em hùng một cái à, ba cái hùng má em gom là anh cái hùng môi. Ồ là bữa đó bị cút răng đó phải không? Mà không sao không vậy, không tả được, không nghĩ được luôn. Không lẽ giờ không đồng ý không thử mà. Lại em.
thôi à? Dạ vậy thôi anh. Còn chỉ có còn hơn vậy thôi. Ở đây thì mình tạm thời là dừng ở đó thôi anh. Rồi lúc đó làm sao đấy, cảm giác làm sao? Lúc đó hả, em cũng thấy hơi run run, còn cô không biết, em không có nói được cái gì nữa. Cái ảnh mới hỏi em câu đấy, em cảm thấy làm sao? Cái em nói không biết nữa, thấy cái đầu óc trống rỗng mà không biết nghĩ gì nữa. Thấm thấm rồi em. À, mà về nhà thấm không? Dạ cũng thấm thấm. Nhưng mà coi như bữa đó là xác định là như là cái cảm giác của mình là bị lộn rồi đúng không? Dạ. Rồi cho hỏi nè, sau cái hung đó là hai bạn đã bao lâu nữa thì hai bạn mới chính thức quen nhau? Dạ sau ngày đó là hai tụi em quen nhau luôn. Ờ, nghĩa là sau đó là bạn yêu nhau. Dạ. Vậy trong lúc yêu nhau có cái gì đó nó vui vui kể chia sẻ cho anh chị nghe. Dạ yêu nhau thì cũng cãi nhau nhiều lắm, nhưng mà có trận nảy lửa nhất là lúc mà em phát hiện là ảnh nhắn tin với người yêu cũ. Lúc đó ảnh ha bị đau đột thừa phải vô cấp phòng cấp cứu mổ á. Lúc đó ha mình đang lo, mình ha sợ lắm. À, lúc mà ảnh vô phòng cấp cứu á, em mới lấy điện thoại ra em cầm dầu dầu cũng coi. Ai ngờ phát hiện được cái tin nhắn của ảnh. Mà tin nhắn mùi mẫn lắm. Dạo này em thế nào? Lâu quá không gặp em, anh nhớ em quá. Em rảnh không, mình đi uống cà phê nha. Ý là đang mổ đó. Dạ, nếu người ta không trả lời, ảnh còn nhắn thêm câu nữa. Sao em không trả lời tin nhắn của anh? Giờ lúc đó hả, máu em lên tới não rồi. Sao rồi em xử lý sao? Thôi đi lúc đó, mà em đang nóng mà em nói, chẳng lẽ vợ hả? Mà không bệnh cho em vô xong vô phòng cấp cứu, em quýnh cho một cái, em lọt hả, có bằng cao luôn quá. Mà cuối cùng thì sao? Em đi về luôn, bỏ mặt đó luôn. Đấy, thích. Nhưng mà lúc đó là em chủ đích là em bắt cá hai tay luôn hả? Dạ, không chị, cái đó là lúc đó là người yêu cũ em là có chồng rồi. Thì chỉ là hỏi thăm tình mà cảm. Hỏi thăm gì mà anh nhớ em quá là sao? Tại vì tình cảm mà chị. Hỏi thì kỷ niệm bạn bè nhớ. Dạ đúng rồi. Mắc cười quá, làm sao có chuyện đó được. Đã thôi rồi còn nhớ nhung người này kia nọ mà đang bệnh nó thừa sống thiếu chứ. Thường là những nào người ta gần đất xa trời đấy. Người ta hay nói những cái điều thật lòng đó. Rồi kể từ sau bữa đó tới giờ là đã rút kinh nghiệm chưa? Dạ rút kinh nghiệm lên, bây giờ tin nhắn là tới là em xóa hết. Xóa thiệt đúng không? Dạ. Mà giờ vẫn còn nhắn đúng không? Dạ không có. Gài em không à. Khi mà lấy nhau về thì em có một cái gì đó nó gọi là vô cùng ngạc nhiên về chồng không? Dạ có, dạ nhiều lắm. Đêm tân hôn mất hồn không? Dạ cũng hết hồn, bạo lực đó. Ổng nhìn sau khi mà cưới á, điều mà hả, ổng mà BD chắc không phải là BD. Em giống như ổng làm em giống như là trâu bò. Con gái. Nhiều lúc em cũng nổi điên lắm. Mình hưng phấn quá, mình không có kiềm chế được cảm xúc được. Chồng của em á, vậy mà bạo lực ghê ha. Cái giọng nói chắc là do có cái dây thanh đới bị mỏng manh quá thôi. Chứ còn không có cái gì mà biểu hiện đây là một cái người không phải đàn ông hết trơn. Dạ đúng rồi. Còn em tính không? Ví dụ con vợ em có tật xấu gì? Dạ vợ em hả? Tật xấu thì điển hình nhất là cái càm ràm. Nói nhiều lắm. Có một việc mà nói hoài bực cái mình. Em á thì em chú trọng tới kết quả. Cái công việc đó lúc nào làm cũng được, miễn là nó thành công là được rồi. Mà cứ nói gì làm trước đi, làm sớm đi. 11 giờ khuya mà còn kêu em giặt đồ cho con. Mà có chịu nổi không? Tại mình lúc đó đi làm về mệt hơn chết nữa. Em nói thôi để ngày mai giặt cho đó. Không được là không được, phải làm liền. Theo kiểu gì á. Mà phải ra giặt. Dạ đúng rồi, không giặt đâu trong ngủ anh. Có nghĩa là cầm làm suốt vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi hậu đậu. Ví dụ như là cái này là điển hình nhất nè. Là hồi trước là lúc mà em mới dẫn về nhà lần đầu tiên á. Là ăn cơm với nhà em, gia đình em. Thì ăn xong rồi cái rửa chén đó, bay vô dành rửa chén làm tùm lum tà la hết một đống chén luôn. Mình thấy cũng ngon rồi, vậy là đối cha mẹ là ngon rồi. Nhìn lại mới thấy trời ơi, lùm nước lau nhà đi rửa chén. Trời ơi, nguyên cái nước lau nhà chà bá luôn. Dạ. Không để ý hả em, hay là tại dạ, vì tại đấy là lần đầu tiên rửa? Dạ tạm phải, tại vì á cái bình lau nước lau nhà với bình nước rửa chén nó y nhau. Không biết là em lấy lộn nước lau nhà đó. Ông nói em mới biết là em lấy lộn nước lau nhà em đi rửa chén. Lúc đó có mét với mẹ không? Lúc đó mẹ em phát hiện chị. Dạ. Mẹ phát hiện luôn hả? Rồi mẹ nói sao? Dạ mẹ em rửa lại, không nói gì hết. Mẹ rửa lại. Dạ mẹ em rửa lại. Lúc đó chắc quê dữ à. Trời ơi, mấy tháng trời em không dám vô nhà ăn cơm luôn á. Rồi gì nữa không? Dạ lúc cưới nhau thì có một cái tật là hay sai giặt á. Là chuyện gì cũng sai chồng. Là nhất là những lúc em đang chơi game là cứ sai. Khuấy sữa cho con, lấy đồ cho con.
gì cũng sai mà toàn những cái chuyện giặt giảnh không à. Mà trong trong cái đó làm được mà không chịu làm. Quan điểm của em là lấy chồng về là phải chồng phải làm cho mình. Những chuyện đó nếu mà không có chồng thì mình cũng làm. Đây là tư tưởng mà phương Tây nè, đúng không? Tư tưởng phương Tây. Nghĩa là vợ chồng là phải cùng làm. Dạ đúng rồi. Nếu mà em nấu ăn á là không phải đứng đó không làm gì cũng được mà phải đứng đó giờ em làm cũng được. Cái không vụ được mà... chơi game đúng không? Không? Dạ đúng rồi. Cái vụ mà chị đó tư tưởng Á Đông, tư tưởng phương Tây đó là em thấy cái vụ mà vợ mà nấu bắt con chồng đứng nhìn của nó là em không biết phương nào luôn. Đúng không? Nói kìa, hai bạn mong muốn người bạn đời của mình thay đổi điều gì? Dạ riêng em thì em mong muốn vợ em là bớt hậu đậu đi một tí, đó, rồi bớt xài giặt chồng đi, rồi bớt có càm ràm đi, nhức đầu lắm. Bớt càm ràm. Bớt hậu đậu xài giặt, bớt càm ràm. Còn em muốn chồng em thay đổi thì sao? Dạ, em muốn chồng em thay đổi là hả, bớt cái tính vô tư đi. Vợ nói một lần là phải nghe. Anh Bin làm đứng hình luôn, không biết nói sao bây giờ. Giờ nói phải nghe, không được cãi đâu. Thực ra nhìn hai bạn á, có một cái gì đó nó về hình thức thôi, nó không có tương xứng lắm, đúng không? Đúng không? Ừ. Nhưng mà rõ ràng là nãy giờ á, tôi để ý tôi thấy vậy nè, khi chồng nói á, vợ nhìn chồng rất là ngưỡng mộ, quên nhìn anh Bin luôn. Thường là các cô dâu hay nhìn anh Bin nè, nhưng mà riêng cô vợ này cứ nhìn ngưỡng mộ. Rất là triều mến. Triều mến vô cùng luôn, đúng không? Thì có nghĩa là tôi nghĩ rằng á, là không cần phải nói nhiều, tin chắc rằng á, các bạn sẽ sống rất là hạnh phúc. Xin cảm ơn hai bạn.